AVG của chiếc xe đây báo đây là trung bình là 8,9 lít trên 100 cây. Mình không có thời gian hay điều kiện để test quãng đường dài để có thể báo với anh em, thì mình chỉ nói ở AVG thôi nha. Mà đây là anh chị đi ở phố, đi ở Hạ Long, tuy cũng không tắc đường nhưng cũng là đông, mà xe tàu nghe chừng có vẻ cũng không uống xăng lắm nhỉ. Yeah, đây. Chào anh em, chào mừng anh em đến với Sấy Ngọc Vinox, chuyên mục đi mượn xe. Thì hôm nay xuống Hạ Long chơi, lại chạy sang một chị của xe của anh chị ở trong hội nhóm mình mượn, tranh thủ quay giới thiệu đến anh em một chiếc xe Trung Quốc Joyti T600S đời 2017, đến nay năm bánh được khoảng 6 vạn. Thì rất nhiều anh em bảo là xe Trung Quốc phải đi một vài năm xem nó có thế này nó có thế kia hay không, rồi cũng có nhiều bạn là xe Trung Quốc thì phải cần đến 3 năm để kiểm chứng. Thì đây, một chiếc xe 4 năm tuổi lăn bánh 6 vạn. Ở clip trước mình có giới thiệu đến anh em một chiếc T600S lăn bánh 9 vạn rồi nhá, cũng đời 2017, thì đây là một chiếc 6 vạn. Đấy, giới thiệu đến anh em một chút xem là xe Trung Quốc nó có xuống cấp như thế nào, hay là tá không, liệu có lăn bánh được không. Đây. Đấy, đến với phần đầu xe thì về phần ngoại thất thì anh em có thể bỏ qua nhá, vì là xe Trung Quốc mà kiểu gì nó cũng có thể giống thế này giống thế kia một chút. Thì chúng ta có thể đi đến đây, anh em có thể nhìn cái đèn 4 năm tuổi. Đấy, xe Trung Quốc. Các bạn có thể thấy nó sao ạ? Nó có bị ngả màu không? Nó có bị xuống cấp không? Theo như mình quan sát mình nhìn ấy thì nó vẫn còn ngon nguyên, nó như lúc mới. Đây màu sơn. Xe này thì mình có nhìn qua rồi, không có bị va quẹt gì đây. Đấy, em xoay. Đấy, các bạn có thể nhìn đấy, màu sơn. Mình sẽ mở máy ra cho các bạn nghe. Rồi. Đó. Đang lổ máy từ lễ giờ nhé. Đó, anh em có thể thấy xem là xe Trung Quốc thì máy móc thế nào. Thật ra thì xe Trung Quốc thôi nhưng máy máy Nhật, máy Mitsu. Đây các bạn có thể thấy đây, biểu tượng Mitsu đây, 2.0 turbo. Đó, đang nổ máy nhá, vẫn bật AC bình thường. Các bạn tự nhận xét xem là tiếng máy to hay bé hay như thế nào nhá. Kêu. Cái này, cái lắp này nó bị gãy mất rồi nên là sẽ bị kêu cạch cạch cạch. Rồi, đi đến phần hông xe đi. Tắt máy đi, chúng ta không tốn xăng, xe đi mượn có đủ xăng đâu. Rồi. Rồi, em quay đến phần cánh cửa. Thì mọi người có thể thấy xem là nước sơn đây, cái phần mạ chrome này này, xem là xe tàu nó có ấy không, để nó bẩn không, để mình lau đi tí nhá. Đó. Đó, nó bụi bẩn thôi. Đấy, anh em xem cái phần mạ chrome nó có bị lổ hay nó bị ấy không. Đồ tàu xem là nó thế nào. Đấy, đây này mình phát hiện ra một cái nhá. Xe 4 năm tuổi mà tiếng cánh cửa đóng nó như thế này này. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đó, các bạn có thể thấy nhá. Thói quen của bình thường anh em mình xuống xe là như này đúng không? Đó, thì các bạn nghe tiếng xe nào, tiếng đóng cửa nào. Đó, chuẩn ra ấy, đóng cửa là phải thế này này. Đó, nhẹ nhàng thôi, tình cảm thôi. Đấy, đưa đến gần xong ấn cái đây này, các bố này. Đó. Đây. Các bạn nghe nhá. Các cánh cửa không này bảo là ấy, mình nghe nó còn chắc chắn hơn tiếng đóng cửa của chiếc bay CQ7 của mình, nghe còn thích hơn. Đó. Rồi, đến phần cốp sau đi. Đây. Đây, 4 năm tuổi đây các bạn nhìn này, xem nó có gì không. Đây. Đấy, các đường chỉ này, đây. Đây đèn sau đây, đây lau đi tí. Nhà quê. Đấy. Đó. Nhà quê thì chân tay nó cứ thế thôi. Đây, anh em có thể thấy, đấy, có ok không? Đây. Anh em mình mở cốp ra. Xem là cốp điện nhá, có đá cốp ấy nhưng mà mình không biết đá cốp con này ở chỗ nào, khua khua lúc được lúc không, đến lúc đá này bảo anh em mình bảo là xe tàu. Đó. Thì đây. Ai, em quay vào những cái này. Đây này. Đấy, xem là nó có han gì không. Đó. Đây. Xe vùng biển nhá, Quảng Ninh luôn, giáp biển kia, cung cái heo kia, mọi người có thể thấy. Nó hơi gió biển. Đó, cốp.
Con này thì cốp thì hơi chật rồi so với các xe Trung Quốc thì mình không nói, nhưng mà xe của anh chị này còn đang dùng, đang để nhiều đồ nữa nên là mình không quay kỹ nhá. Đó. Đấy. Vẫn đóng được bình thường. May quá đóng được. Em sang bên kia đi, vào nội thất đi. Vào trong xe, điều mình ấn tượng đầu tiên khi mình trèo lên chiếc xe này ấy, là có nhớ ghế. Đây anh em có thể thấy này. Đấy. Này, đây nhá. Này, đây nhá. Đấy, nhớ ghế. Đó. Nhiều option để làm gì? Để trải nghiệm nó sướng hơn, ngồi nó sướng hơn. Thay vì trèo lên một chiếc xe lạ anh em này, với bối này này. Đấy, xong cầm kéo cạch 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 cạch, xong lại thản cạch 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 cái thì đây. Nên xe đầu tiên cũng xe mình cũng có ghế điện thì mình cũng bấm đây, cũng bấm, nhưng về sau mới phát hiện ra có nhớ ghế nó lợi như thế nào. Ấn một cái đâu rồi, ấn cái à về vị trí, xong đến lúc mà lổ máy hay tắt máy nó lại nùi ghế cho mình ra, nó cũng thích cơ. Kể cả là ghế điện đi chăng nữa, lúc anh em mình đang ngồi cái vị trí yêu thích này nhưng lúc ra nó sẽ chật không, mà đây tắt máy cái nó nùi lại vẫn sướng hơn. Đây đấy anh em thấy không, đấy tắt máy để đi ra đấy như này. Sướng ở chỗ nào? Sướng là như này ấy. Đấy, mỗi tội đến lúc, nhưng mà đến lúc trèo vào ấy thì kể ra mà nó có như kiểu cái cảm biến nặng nặng ở đây này, có như kiểu người ngồi ấy, nó tiến lên cho tí cũng được, không thằng chân ngắn như mình ngồi này với mã lớn. Đây em quay cái phần trần xe đây, đây là những cái này này. Đấy các bạn có thể thấy đây, nếu có bị sát không, nếu mà ấy quá thì cười nhá. Đây các bạn có thể thấy xem là cái trần này nó có xuống cấp không, nó có gì không. Thật ra thì một chiếc xe cái phần này là thường là hay bị bẩn bởi tay thôi, ít khi bị hỏng hóc hay làm sao lắm, nên là nó cũng không ấy. Nhưng đây anh em có thể thấy đây này. Đấy này, đó. Rồi đây cửa sổ trời xem là nó có ấy không. Đây này, đó. Đấy vẫn ngon nhá. Cái này là dán phim cách nhiệt rồi nên là nó không còn trong nữa. Như nhà mình thì là cái cửa sổ trời là mình dán phim không phải là đổi màu, không phải tối màu nên nhìn thích hơn. Đó đây vẫn hoạt động bình thường ấy chứ hả. Đồ tàu mà. Đấy, vẫn chạy êm ru ấy. À đây mình biết rồi, vừa mình cứ thắc mắc đây này. Mình cứ thắc mắc cái nút bấm này là cái nút bấm gì mà bấm mãi nó không hoạt động. Đây cái nút này này. Đây nó để mở cái này. Nó không giống như xe của mình. Xe của mình chỉ cần bấm một cái là cái kia nó lùi lại xong nó tự mở cửa. Còn cái này là nó lại hai chế độ. Đấy, đóng cái này, đóng cái rèm này thì cái cửa kia vẫn mở. Xe của mình mà đóng rèm thì cái cửa kia nó bắt buộc phải đóng. Đó, thì ra là như thế. Đấy. Đó, đây các. Vẫn sáng, may quá. Vẫn sáng. Đây sáng đây. Nhìn đây mình cứ tưởng sáng cái này đấy. Đấy nhá. Gương chống chói tự động, không test được buổi tối. Rồi ok, đến cái này là cái gì sáng đây? Sáng chứ. Đâu rồi? Menu đây. Đó, đây. Các bạn có thể thấy đây. Đây, cửa gió điều hòa đây. Vẫn còn đây, các bạn có thể thấy những cái nhựa này, da này. Đó, xem nó có xuống cấp không, em quay chi tiết những cái viền ấy một chút. Xem là có xuống cấp không. Nhà chỉ giữ xe nhỉ. Đó. Đây, các phím bấm đem cay cả cái dưới các phím bấm này. Thật ra thì mình có giới thiệu đến anh em một chiếc T600S cũng đời 2017 lăn bánh 9 vạn rồi. Anh em có thể tìm lại cái clip đấy hoặc mình có thể để link ở trên góc nhá. Trên góc phải của màn hình ấy thì anh em có thể kích vào đấy xem thêm. Đây đây, các phím bấm đây. Một xe thì có thể nói là chủ cũ giữ hay như thế nào thì đây nhiều chiếc xe. Đấy. Ok chưa? Đây. Điều hòa hai vùng độc lập còn ngon hơn chiếc BYC Q7 mình đang dùng. Q7 của mình chỉ có điều hòa một vùng thôi. Đó. Rồi. Đây các phím bấm đây, em quay ở đây anh. Đây các bạn nhìn nha, mình bấm thử xem là nó có cách 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 giống đồ tàu không. Mình lại thấy nó lẩy tanh tách tí tách. Đó. Mình thấy nó lẩy tanh tách ấy. Nè cái chất bách này này. Cái này á, là thường là mình nghĩ là hay hỏng nhất này, vì là miết nhiều này. Và không ấy, nhưng đây vẫn ngon đấy chứ. Đâu có đến nỗi nào nhỉ. Đây, đây em thế. Rồi đây cả cần số tay này.
Mình thì chưa được sử dụng những cái xe có số tay bao giờ, nên là mình không biết là cái thao tác này nó có dễ tiện hay không. Mình không ấy. Rồi, cái mà hay hỏng nhất, mình nghĩ ấy, trên một chiếc xe Trung Quốc, cái hay hỏng nhất là cái này này. Thì mình có hỏi thì anh chị bảo dùng bình thường, dùng từ lúc ấy giờ nó chả làm sao cả. Nó là cần số điện tử không? Đây, đây, vẫn quay được. Mình cứ nghĩ là nó không quay được, cứ nhưng nó vẫn quay. Lái thì mới chuyển được sang E. Cái này thì mình cũng không rõ lắm đâu vì này. Thì quay ấy rồi. Thì bây giờ chuyển qua phần lái thử nhá. Nào, vận hành lái xem nó như thế nào. Xem là 4 năm thì chỉ còn cái mã hay là vẫn lái được. Chắc là lái được. Rồi ok đấy. Rồi. Thật ra thì mọi người cứ chê một chiếc xe Trung Quốc sau vài năm nó xuống cấp hay nó như thế nào đấy. Thì những cái clip mình làm, mình giới thiệu đến anh em ấy, mình không biết được là sau 10 năm nữa thì nó sẽ như thế nào. Nhưng những chiếc xe mình được sờ, mình được trải nghiệm ở khoảng 4 đến 5 năm tuổi thì mình thấy nó chả làm sao cả. Đây này, kể cả đơn giản như quá trình vận hành đây, về phần cách âm, về phần lái hay về vân vân đi nữa. Tất nhiên là một chiếc xe để đánh giá được nó như thế nào đấy thì là phải là người chủ, người chủ sử dụng chiếc xe đấy hàng ngày, quá trình sử dụng như thế nào thì mới đánh giá được chi tiết. Nhưng nếu mà là một người mượn xe như mình trèo lên lái một chút thôi thì mình cảm thấy nó chẳng có vấn đề gì cả. Đó, thì rất nhiều anh em sẽ bảo là phải thế này, phải thế kia. Thì mình thấy bỏ ra một số tiền 6-700 triệu đối với một chiếc xe Trung Quốc mà được biết nói thế nào nhỉ, hưởng thụ những cái mà chiếc xe đấy đem lại so với những chiếc xe Nhật Hàn, thì mình nghĩ là bỏ tiền ra mà để có những cái trải nghiệm đấy thì cũng đáng, bỏ cũng được. Chứ cũng không phải là giống như nhiều anh em vẫn bảo đấy, đi xem một vài năm mua về rồi giá tụt quần, hoặc là cảm thấy thế này cảm thấy thế kia, hoặc là bán không ai mua thế này thế nọ. Thì mình anh em nào xem của mình có thể thấy bây giờ hở chiếc T600S nào ra, kể cả là người dân bán bình thường hay là Kilin họ nhập về họ bán lại đi chăng nữa, thì cứ hở ra chỉ khoảng độ 30 phút đăng bài là bay. Còn đâu dân bán thì nó tất nhiên là nó sẽ chậm hơn một chút, nó không thể ấy. Nhưng mà anh em có thể thấy bây giờ người dùng bình thường cũng bắt đầu có những cái tiếp nhận đến với xe Trung Quốc rồi, nó không còn quá kỳ thị và cũng không còn đấy nữa. Đây, một chiếc xe 4-5 tuổi mình đi, mình thấy ví dụ như bây giờ ở cái tầm giá như bây giờ mình tham khảo như cô em lần trước có mua một chiếc 9 vạn là 360 triệu. Đấy, chiếc này thì là 6 vạn thì mình không định giá được nhá, mình không định giá, cái này là do người bán và người mua. Nhưng Kilin hôm nọ cũng mới bán một chiếc là 420 triệu. Đó, thì nó dao động từ khoảng 360 đến 400, hơn 400 triệu. Thì các bạn có thể tìm đâu ra một chiếc crossover cỡ C rồi có nhiều option như thế này, kích thước rộng rãi như thế này, và nói thật là nó có hỏng đâu. Mình chả thấy chị đây nhá, anh chị chủ xe mình hỏi thật là anh chị cũng có điều kiện hôm lọ ngồi ăn cỗ thế, mình có hỏi chị là sao chị không lên Beijing X7. Chị bảo là nói thật sự là bây giờ mà bán đi xong bù thêm tiền vào để thêm một vài tính năng của chiếc Beijing X7 thì anh chị thấy cũng không cần thiết, bởi vì là cái chiếc xe này đang đáp ứng khá tốt nhu cầu sử dụng của anh chị ấy. Chị bảo như với mình như thế và không muốn bán. Và chị bảo là bây giờ mà bán chiếc xe này khoảng 400 triệu tìm đâu ra một chiếc 400 triệu đi được thích như thế này. Chị bảo như thế, đấy là tâm sự của người dùng bình thường. Những người chưa từng trèo lên xe Trung Quốc, những người chưa từng lái xe Trung Quốc thì chê dập dụi, nhưng những người đi xe Trung Quốc lại có một cái rất là khác người, rất là lạ. Đấy là bán xe Trung Quốc xong lại mua xe Trung Quốc. Bởi vì sao? Bởi vì họ thấy cái số tiền họ bỏ ra, những cái gì chiếc xe Trung Quốc đem lại cho họ được thì họ lại mua xe Trung Quốc thôi. Đấy, nhiều anh em cứ bảo mình là ấy, mình không phải là sale nhá, mình là người dùng nhá. Mình cũng không bảo mọi người là lên mua xe Trung Quốc, mình chỉ đưa những cái chia sẻ thực tế mình cảm thấy là đấy, bằng đấy tiền bỏ ra có đi được hay không, có như người ta hay nói hay không, là
sau vài năm mất giá hay như thế này thế nọ. Đây, chiếc này mình cũng chả hỏi chị là hồi mới lăn bánh là hồi đấy mình cũng không tìm hiểu đâu là hồi đấy mới là lăn bánh là bao nhiêu tiền. Nhưng mình nhớ thì xe Kilin họ bán ra thì cứ loanh quanh khoảng từ 650 đến 700, thì mình nghĩ chiếc này cũng thế thôi. Đó, thì sau 4 năm vẫn được khoảng 350 đến 400 triệu. Thì xe Nhật Hàn, các bạn cứ căn sang xe Nhật Hàn xem là cái độ mất giá nó có mất giá nhiều không, nó có tụt giá ghê gớm không. Đó, thì cái này anh em tự nhận xét nha. Thì mình chỉ clip này chủ yếu mình chỉ giới thiệu với anh em đây là một chiếc xe Trung Quốc 4 năm tuổi, đi được 6 vạn, vẫn vận hành ổn định, vẫn ngon nghèo, chẳng có cái gì mà phải lo lắng cả. Đấy, thì clip mình làm đến đây thôi, chứ mình không dài dòng nữa. Thế nhá, xin chào anh em.